thế nào là chánh pháp. Vậy này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Và này Ananda, thế nào là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này Ananda, ở đây tỳ kheo chú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham yêu ở đời quán thọ trên các thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên các pháp nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham yêu ở đời này ananda như vậy là tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình tự mình nương tựa cho chính mình không nương tựa một điều gì khác dùng chánh pháp làm ngọn đèn dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác này ananda những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Kinh tương ưng niệm xứ, lành thay, lành thay, mô Phật, ethics teacher, nguyên thiện, st, how is legal, so Ananda, Be your own lamb, lean on yourself, don't lean on anything else. You Dhamma SR lamb, you Dhamma as a support, don't lean on one something else. And hey Ananda, how is the may one still being a lamb for yourself, leaning on yourself, not leaning on anything else, using the Dhamma SR lamb, using the Dhamma SR refuel, nor rely on something else. Hey Ananda, here, malice still, contemplating the body on the body, enthusiasm, awareness, fullness, Regret Taking Part in Life, Contemplation on Feeling, fullness on My Contemplating Dharma on Dharma, Zil Awareness, Mindfulness, Great in Life. Hey Ananda, So the malice still are a lamb for themselves, Lean on themselves, Don't rely on anything else, You the Dharma as a lamb, You the Dharma as a refuge, No rely on something else. Hey Ananda, Who are now or after he have passed away, Are themselves a lamp for themselves, relying on themselves, not relying on anything else, using Dhamma as a lem, using Dhamma as a play, lean on, not lean on something else. They, Ananda, are the supreme one in me billion, if they earnestly learn. Ngoặc kép, the sutra of the founding of the Samutta. Sathu, Sathu, Namo Buddhaya, Ethics Teacher, Nguyên Thiện, ST.